Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay được lấy từ bài kinh có tên là Bà La Môn ở trong Mahavakka Samyutta chương đại phẩm của Tương Ưng Bộ Kinh. Một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài ngụ tại thành Savatthi ở trong khu tịch xá Chetavana của ông Anathapindika, và lúc bấy giờ thì có một Bà La Môn sau khi đến đảnh lễ và hỏi thăm thân hữu với Đức Thế Tôn. Sau khi hỏi thăm thân hữu thì vị Bà La Môn ngồi xuống một bên và hỏi Đức Thế Tôn một câu hỏi. Câu hỏi của vị Bà La Môn ở đây là: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì thì Đức Thế Tôn ngài nhập diệt, diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Diệu pháp đây là Sattama, là những cái lời chỉ dạy, những cái giáo huấn của Đức Thế Tôn. Và cái vị đó hỏi tiếp Đức Thế Tôn một câu nữa: do nhân gì, do duyên gì thì Đức Thế Tôn nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài? Và Đức Thế Tôn đã trả lời cái vị Bà La Môn đó: Này Bà La Môn, do tứ niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Tứ niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp sẽ được tồn tại lâu dài. Đó là cái câu trả lời của Đức Thế Tôn cho vị Bà La Môn. Và tương tự như vậy thì Đức Phật ngài triển khai tiếp cái phần giảng về tứ niệm xứ cho cái vị Bà La Môn này: quán thân chân thân, quán thọ chân thọ, vân vân, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Đức Phật là cái người mà đã thực hành, ngài đã diệt trừ, tận diệt được tất cả các cái phiền não, và ngài đã là cái người chứng ngộ hoàn toàn, một cái đấng toàn giác. Và sau khi chứng ngộ, ngài đã triển khai cái giáo pháp thông qua cái sự thực hành của mình. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng rất khác so với các cái tôn giáo lúc bấy giờ. Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, những người thực hành dưới sự hướng dẫn của ngài, sống dưới các cái cội cây, nếu như mà không có các cái thí chủ cúng dường thì họ sống dưới các cái cội cây hoặc là túc lều trống, vân vân. Rồi hàng ngày thì đi khất thực dựa vào những vật thực của những cái người thí chủ, và y áo thì là nhặt lượm những cái vải dơ ở trong nghĩa địa, hoặc là những cái vải được quăng bỏ để làm thành cái y áo cho bản thân mình. Và thuốc ở đây là chủ yếu là dùng bằng nước tiểu của con bò. Như vậy thì bốn thứ vật dụng này liên quan tới cốc liêu, liên quan tới vật thực, y áo và thuốc men, là những cái thứ rất là đơn sơ và rất là giản dị, rất là dễ kiếm. Thì đó là cái gì nó thể hiện cái tính chi túc biết đủ của những cái người thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và sau khi mà Đức Phật ngài đã hoằng dương Phật pháp của mình thì nó được triển khai rộng rãi ở trong toàn khắp đất nước Ấn Độ. Có rất nhiều người đã tham gia vào trong tăng đoàn của mình, và ngoài ra còn có những cái người hộ độ cho Đức Phật, đã hình thành nên tứ chúng, và trong đó có những cái người thuộc cái hàng vương giả, thuộc cái hàng đế vương, và chúng ta cũng có thể kể tới ở đây, đó là vua Bimbisara Đình Xà Vương, đức vua Pasinadi của xứ Kosala, và
Ngoài ra còn các cái vị ở quốc vương và vương tử khác là những người trong hoàng thân quốc thích đã là những người mà hộ độ một cách nhiệt tình cho Đức Thế Tôn. Và chúng ta biết rằng là đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ thì có rất nhiều các cái tôn giáo, các cái đạo giáo khác nhau. Và khi Đức Phật chúng ta ngài triển khai cái giáo pháp của mình thì dường như là nó cũng rất là khác so với các cái tôn giáo, các cái đạo giáo lúc bấy giờ. Thì khi mà đã là một cái người chứng ngộ và những cái người đã từ bỏ mọi thứ để đi theo Đức Phật thì họ là những cái người mà đã xả ly và nhiệt tâm với cái việc thực hành của mình, và họ không còn có những cái dính mắc gì đối với những cái của cải vật chất của thế gian. Toàn bộ cái phần thời gian còn lại là để dốc tâm cho cái việc thực hành nhằm đạt tới sự giải thoát giác ngộ. Chính vì thế mà cái cách Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn, cái cách ngài hướng dẫn, cái cách ngài triển khai giáo pháp của mình nó rất là khác biệt so với các cái tôn giáo lúc bấy giờ. Chính vì thế cái sự hướng dẫn, cái sự giảng dạy của Đức Phật nó đã trở nên rất nổi bật và dần dần phổ biến ở rất nhiều nơi trong quốc độ. Chúng ta biết là khi mà thực hành đối với tứ niệm xứ, nó làm cho cái người đó trở nên thay đổi. Thứ nhất là về mặt tâm thức, thứ hai là về hành vi một cách rất là khác biệt. Và kiểu đó chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận qua bằng một cái sự quan sát rất là bình thường. Chính vì thế mà sau khi Đức Phật ngài thuyết bài pháp đầu tiên cho nhóm anh em, năm anh em kiểu Trần Như, và sau đó thì với một cái bài pháp nữa thì toàn bộ năm anh em kiểu Trần Như đã chứng đắc đạo quả cuối cùng. Và khi mà ngài Asaji là một trong số năm anh em kiểu Trần Như đi bát, thì với cái cách mà ngài đi bát rất là có chánh niệm, luôn luôn có một sự phòng hộ các căn, thì nó gây một cái ấn tượng. Và đặc biệt trong cái trường hợp ở đây đó là cho ngài Upatissa là một trong những cái người mà thuộc về cái tôn giáo khác là về thờ thần lửa. Thế thì khi thấy việc đi bát của ngài Asaji rất là đáng kính, rất là khác biệt như vậy, thì cái vị Upatissa này cũng đã tiến tới và để hỏi xem ngài Asaji là thực hành cái pháp môn nào và ai là người thầy của ngài. Và sau khi mà nghe ngài Asaji nói một cái câu kệ, nói lên một cái câu kệ và nói rằng là Đức Thế Tôn là cái vị thầy của ngài, thì cái vị Upatissa này đã trở lại để gặp với Đức Thế Tôn và sau này đã trở thành một trong những vị đại đệ tử thanh văn của Đức Phật, đó chính là ngài Sariputta. Và rồi trong một cái trường hợp khác, khi đó là có ba ngài, ngài Anuruddha, ngài Kimbala và ngài Pagu, các ngài đã cùng nhau để thực hành ở trong cái khu rừng, và Đức Phật nhân một cái dịp ngài đã tới thăm ba vị tỳ kheo này, và Đức Phật có hỏi han xem là các ngài đã sống và sinh hoạt ra làm sao. Thì ngài Anuruddha, tức là ngài Anuruddha, đã bạch với Đức Thế Tôn là chúng con sống với nhau rất là thân ái và rất là hòa hợp, mặc dù là chúng con thân thể khác nhau nhưng mà chúng con luôn luôn có một cái sự hòa hợp, có một cái sự hợp nhất và không có bất kỳ một cái sự bất đồng nào. Chúng con luôn luôn giống như là nước và sữa, luôn luôn hòa quyện với nhau. Chúng con cũng không có hề cần phải nói nhiều, hầu như là trong suốt cả ngày thì chúng con cũng luôn luôn giữ im lặng và chánh niệm. Và nếu mà một trong hai có những cái điều cần thiết phải làm cái gì đó thì là chúng con có thể ra hiệu, thì tất cả mọi người đều cùng hiểu. Và cứ năm ngày
khoảng 5 ngày một lần thì chúng con có gặp nhau để trao đổi pháp cũng như là trao đổi liên quan tới các cái vấn đề tu tập của mình. Thì chính vì vậy mà mặc dù là chúng con sống ở trong một cái khu rừng sâu như thế này, nhưng mà luôn luôn có một cái sự an định, luôn luôn có một cái sự an vui. Thì chúng ta thấy là những cái vị sư hay là những cái người mà thực hành về tứ niệm xứ Satipatthana thì người ta đạt được một cái sự an định của tâm, một cái tâm thức nó rất là trong sáng và rất là bình an. Như vậy thì là người ta sống hòa hợp đối với bản thân, hòa hợp đối với môi trường xung quanh và hòa hợp với tất cả các cái vấn đề của mình. Và những cái người thực hành tứ niệm xứ, người ta đã thấy được về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và điều đó cũng có nghĩa là họ ngày càng giảm hiểu được đối với các cái phiền não. Và bất cứ khi nào mà các cái phiền não này nó được giảm hiểu thì điều đó có nghĩa là cái giới của họ nó sẽ trở nên tự nhiên và trong sạch. Lúc này người ta cũng sẽ không có khó khăn trong cái việc giữ gìn giới luật liên quan tới các cái giới bổn như là biệt biệt, giải thoát giới, Pratimokkha, hoặc là các cái giới bổn liên quan tới cái việc phòng hộ các căn và các cái giới khác. Như vậy thì cái việc giữ giới nó trở nên rất là trong sạch và dễ dàng, và người ta cũng sống một cách rất là yên vui đối với bản thân cũng như là đối với môi trường xung quanh, đối với huynh đệ. Chính vì vậy mà khi có những người hộ độ, họ hỗ trợ phục vụ cho những người tu liên quan tới cốc liêu, liên quan tới vật thực hay là y áo, thì họ cũng rất là hoan hỉ với cái việc cúng dường của mình, vì cái việc cúng dường đó là cho những người mà có cái giới trong sạch, có một cái sự tu tập và luôn luôn có một cái sự hòa thuận, có một cái sự nhất trí cao. Họ không có bàn luận, không có tranh luận, không có đấu khẩu, những thứ không cần thiết, và họ luôn luôn hướng tâm tới việc thực hành và có một cái sự hòa hợp ở trong đại chúng. Chính vì vậy mà họ hoan hỉ trong cái việc cúng dường, trong cái việc hộ độ của mình. Chính vì thế, thực hành tứ niệm xứ, chúng ta thấy rằng cái người hành hiền, người thực hành tứ niệm xứ là có cái lợi ích, có cái sự hòa hợp cho bản thân, đồng thời hỗ trợ được cho tất cả những người xung quanh và đem lại những cái lợi ích cho những người hộ độ. Chính vì thế, thực hành tứ niệm xứ sẽ đem lại một cái nền tảng, đem lại một cái sự giải lâu đối với các cái diệu pháp hay sáu pháp của Đức Thế Tôn. Và rồi ngược lại, chúng ta thấy nếu như mà không có thực hành tứ niệm xứ thì cái tâm thức của họ nó không có được an vui. Họ luôn luôn bị khống chế bởi các cái phiền não, tham sân si, và rồi họ làm những cái điều mà dường như là đối với cái vị sư nó là những cái điều cấm kỵ. Chẳng hạn như là họ cũng tham gia vào cái việc buôn bán, thế rồi cũng nhiều người thì lại liên hệ với người nữ nhiều quá, và như vậy thì các cái điều giới, các cái giới luật nó không được gìn giữ một cách trọn vẹn. Và như vậy thì ngay kể cả các cái hành vi của họ dường như là nó cũng chẳng khác với người đời là mà là mấy ông sư, nhưng mà cũng lại na ná với người đời. Thế thì người ta cũng chẳng có cái Phật tử thì người ta cúng dường là để tứ vật dụng, là để giúp cho tu tập, giúp cho làm sao có một cái sự hòa hợp. Nhưng mà họ lại nhìn vào các cái hành vi của nhà sư và họ lại đánh giá, thì có những cái một số thì đây là một số thôi, thì lại còn uống rượu, ví dụ vậy. Rồi có những cái hành vi mà người ta không có được hoan hỉ. Như vậy thì dần dần họ sẽ mất đi một cái niềm tin. Và chúng ta biết rằng là đối với các cái vị tu sĩ là người ta sống là dựa vào sự cúng dường tứ vật dụng của Phật tử, những người có tín tâm. Thế nhưng mà bây giờ với cái cách sống như thế, với các cái hành vi như thế, thì dường như là người ta không có một cái lòng tin nữa. Vì người ta phải đem đặt cái lòng tin vào đúng chỗ. Thế mà bây giờ mình làm như thế thì là người ta thấy là vậy thì cái niềm tin này là không được đặt đúng chỗ nữa rồi. Thế đâm ra họ có khi lại phải nghĩ ngợi lại
xem xét lại. Và như vậy thì bắt đầu các cái sự cúng dường, cái sự hộ độ nó giảm dần. Đó là do là người ta cũng không có nhiệt tâm trong cái việc thực hành, không có nhiệt tâm trong cái việc duy trì đối với những cái giáo pháp, kể cả về mặt pháp học lẫn pháp hành. Vậy thì với những cái như vậy, nó làm cho cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nó ngày càng bị suy giảm cả niềm tin đối với Phật tử, và suy giảm ngay trong cả pháp học và pháp hành của giới tăng lữ. Và như vậy đó là các cái nguyên nhân mà để dẫn tới diệu pháp bị thối giảm. Chúng ta thấy là cái thời của Đức Phật lúc bấy giờ thì cái việc thực hành nó được đặt lên hàng đầu, nó là cái ưu tiên hàng đầu. Thế rồi sau đó thì mới là những cái cúng dường, rồi những cái chuyện khác. Thế nhưng mà sau khi mà Đức Phật chúng ta nhập diệt 200-300 năm sau, thì cái việc thực hành nó lại bị suy giảm. Lúc này là người ta lại để ý tới những cái lợi dưỡng cúng dường nhiều hơn, dường như là người ta bắt đầu chăm lo đến cái việc là xây dựng, rồi tạo các cái tịnh xá vân vân. Rồi thậm chí là nếu như mà có một cái vị thầy, một cái vị trụ trì mà qua đời, thì là hai ông đệ tử ruột là còn tranh nhau, đấu tranh để xem ông nào là được giành cái quyền thế chân ông trụ trì. Và thấy được cái điều đó thì dường như là những cái người Phật tử người ta cúng dường, người ta rất là phiền lòng và cảm thấy không có được hoan hỷ. Vì cái giáo pháp của Đức Phật, mục đích của Ngài là để cho chúng ta có được một cái sự an vui, để chúng ta có được một cái sự hòa hợp. Thế nhưng mà nếu mà không làm được cái điều đó thì chúng ta tạo ra rất nhiều những cái thứ hỗn độn. Và chính từ những thứ hỗn độn này nó tạo ra những cái liên quan tới lợi dưỡng, liên quan tới cái sự sở hữu. Người ta đã buông bỏ ở gia đình rồi, nhưng mà người ta lại nắm cái ở chùa, phải có được chùa to, Phật lớn nhiều hơn, tức là tu nhưng mà vẫn thích nắm giữ. Thì như vậy là làm phiền lòng cho Phật tử rất là nhiều. Và dường như là người ta cũng thấy suy giảm đi cái niềm tin. Vì cái mục đích của người ta cũng dường là để tu tập, để tạo ra được một cái sự an vui. Nhưng mà những cái điều mà người ta thấy trước mắt dường như nó lại ngược lại. Như vậy thì cái niềm tin nó bị suy giảm rất nhiều. Và chúng ta biết rằng là chỉ có thông qua cái việc thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta mới giúp để thanh lọc được tâm của mình, giúp chúng ta tẩy diệt được các cái phiền não. Và chỉ khi nào mà chúng ta trở nên an định, chúng ta trở nên an vui, và chúng ta đạt được các cái kết quả trong thiền tập, thì lúc này là chúng ta mới có thể giúp đỡ được cho những cái người xung quanh, những cái người hữu duyên với mình. Và như vậy thì Phật tử người ta nhìn vào thì người ta luôn luôn có một cái niềm tin, niềm tin đối với các cái vị mà họ có một cái thân giáo tốt, họ có một cái sự thực hành tốt. Và như vậy thì mới giúp cho Phật giáo và trong đó là giáo pháp của Đức Phật ngày càng được tồn tại lâu dài và bền vững. Thế còn không thì chúng ta sẽ thấy một điều sẽ rất là khó khăn nếu như không duy trì được, đặc biệt liên quan tới việc thực hành tứ niệm xứ. Và điều này nó cũng đã được minh chứng và thể hiện thông qua một lần nữa khi mà Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt thì lúc đó có một cái vị tu ngoại đạo tên là Subhadra tới và có ý kiến và hỏi Đức Thế Tôn, thế thì làm sao mà cái giáo pháp này của Ngài còn có những cái người thực chứng hay không? Thế thì Đức Phật Ngài cũng đã trả lời một cách rất là chắc chắn, chừng nào tứ chúng của Như Lai, các cái hàng đệ tử, tu sĩ cũng như là cư sĩ và nhiệt tâm thực hành đối với giáo pháp, nhiệt tâm thực hành đối với bát chánh đạo, thì trên thế gian này cũng vẫn không thiếu các cái vị thánh tăng. Chúng ta thấy là nếu như mà thực hành theo những cái lời chỉ dạy của Đức Phật, tức là chúng ta luôn luôn là quan sát
vào bên trong mình, chúng ta không có hướng ra bên ngoài, chúng ta cũng không có tham gia vào các cái cuộc luận chiến, khẩu chiến, rồi chúng ta phân thua thắng bại lẫn nhau, rồi chúng ta nắm giữ các cái quan điểm của mình, và dường như là những cái điều đó là nó hướng cái tâm của mình ra bên ngoài, và nó làm chúng ta bị phân tâm rất là nhiều, chúng ta không có thể nào quan sát được đối với bản thân mình. Và cuối cùng nó lại tạo thành các cái tranh luận, những cái hí luận và những cái tranh đấu không cần thiết liên quan tới các cái quan điểm. Và ngay như Đức Phật Ngài cũng nói là khi mà chúng ta có những cái bất đồng, hoặc là khi có người xì vả, đánh mắng chúng ta, rồi có những cái điều mà làm chúng ta không được hài lòng, thì là cái người con Phật, là cái người học theo giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta không có nên nổi sân, chúng ta không có nên nổi nóng, chúng ta không có nên bất bình. Và nếu mà làm ngược lại như vậy thì rõ ràng chúng ta đã đánh mất đi bản thân mình, và chúng ta cũng không có làm đúng theo lời Đức Phật dạy. Vậy thì đó là cái gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy một cách rất là trực tiếp. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay thì bắt đầu nó đã phân chia ra rất là nhiều các cái bộ phái, các cái tông phái, nào là Nam Tông, nào là Bắc Tông, nào là Kim Cương Thừa, và rồi ai cũng triển dương chúng tôi là chánh pháp đây, các anh không phải là chánh pháp. Và cuối cùng là chúng ta hí luận và chúng ta tranh đấu với nhau mà không có quay về với bản thân mình. Và quay về với bản thân mình ở đây tức là chúng ta chăm lo cho cái việc thực hành, mà chúng ta lại cứ phải nhìn người này, nhìn người kia, bới móc ra những cái lỗi lầm, những cái sai lầm, và lúc nào cũng tự cho mình là cái người đúng. Thì cái điều đó nó thể hiện là chúng ta đang còn bị chi phối bởi rất nhiều các cái phiền não, các cái tham sân si. Mà chừng nào mà còn có cái tham sân si thì chúng ta còn tranh luận, chúng ta còn hí luận, và chúng ta còn các cái khẩu chiến, và lúc nào cũng tôi đúng anh sai, bất phân thua thắng bại. Và cái điều đó dường như là chúng ta ngày càng xa rời đi đối với những cái gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và cái điều đó cũng chứng tỏ một điều là chúng ta thiếu đi cái sự thực hành. Chúng ta đang còn bị chi phối bởi các cái phiền não, các cái tham sân si. Nếu như mà các cái tham sân si nó được giảm thiểu thì chúng ta sẽ ngày càng quay trở về quan sát trên thân tâm mình nhiều hơn. Chúng ta cũng ít để ý tới bên ngoài. Những cái bên ngoài không còn quan trọng nữa, những cái cuộc luận chiến, khẩu chiến để phân chia là anh đúng tôi sai cũng chẳng còn quan trọng. Vì bản thân chúng ta lúc này với cái sự thực hành của mình nó sẽ trở nên quan trọng hơn, ý nghĩa hơn là những cái tranh luận vô bổ, để rồi nói rằng tôi đúng anh sai, tôi là chánh pháp, anh không phải là chánh pháp, vân vân. Rồi chúng ta thấy trong một cái bài kinh khác, đó là bài kinh Chân Nhân. Thì trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy có những người, người ta giữ giới nhưng mà lại rất là tự hào về giới, tự hào là tôi giữ giới rất là trong sạch đây, và người ta nhìn người khác với một con mắt rất là thấp. Thế rồi người ta đạt được cái định cũng vậy, người ta rất tự hào về cái sức định của mình, và rồi nhìn cái người khác bằng một con mắt rất là thấp kém hơn. Và thậm chí kể cả khi mà người ta đã đạt được một số các cái tuệ giác hoặc là cái tầm tuệ cũng vậy, cũng do những cái này người ta cũng lại có một cái sự tự hào, và rồi nhìn những người xung quanh không ai bằng mình cả, mình là cao hơn hết. Vậy thì tất cả những cái này chúng ta thấy đó là do người ta cũng không có quay trở vào nhiệt tâm được ở bên trong. Vì nếu chúng ta thực hành một cách nhiệt tâm, cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải loại trừ được đối với các cái phiền não của mình. Và khi mà chúng ta đã có được một cái sự an định ở trong tâm, thân tâm, thì chúng ta luôn luôn đối xử với tất cả mọi người với một cái sự công bằng, và chúng ta không có một cái sự phân biệt. Cho dù là chúng ta có đạt được về sự giữ giới trong sạch, cho dù chúng ta có đạt được các cái thiền chứng, hay là chúng ta đạt được các cái tầng tuệ giác, thì chúng ta luôn luôn có một cái thái độ khiêm cung và một cái sự ứng xử rất là bình đẳng đối với tất cả mọi người. Chính vì thế, với cái việc thực hành theo tứ niệm xứ, nó sẽ giúp cho chúng ta đem lại những cái lợi ích trong cái việc thanh lọc tâm. Và chính vì vậy thì cũng tạo ra được một cái niềm tin đối với những cái người Phật tử. Vì khi người ta trông thấy chúng ta thực hành thì người ta
khởi phát được một cái đức tin. Mặc dù người ta biết rằng là chúng ta cũng còn các cái phiền não nhất định, nhưng mà chúng ta đang ở trên cái con đường thực hành để diệt trừ các cái phiền não đó. Chúng ta không phải là những người buông lung, chúng ta luôn luôn đi theo những cái gì mà Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy. Chính vì thế cái bài kinh Bà La Môn Đức Phật cũng đã gửi gắm cho tất cả chúng ta, tức là để gìn giữ giáo pháp được lâu dài, để cho diệu pháp được trường tồn, thì không có gì khác hơn là chúng ta phải thực hành và làm cho tứ niệm xứ được trở nên sung mãn. Đó là nhân, đó là duyên để giúp cho giáo pháp được trường tồn. Thì từ đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui.